Xin chào các bạn. Ở trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục làm bài nháp liên quan đến phần IPv6 tunnel. Như chúng ta đã biết đây là gì ạ? Để có thể chuyển đổi từ cái vùng mạng cho IPv4 và vùng mạng cho IPv6 để chúng có thể kết nối truyền thông được với nhau thì chúng ta có 3 kỹ thuật đúng không ạ? Bên cạnh kỹ thuật dual stack ta có kỹ thuật tunneling rồi là gì ạ? Transnation. Trong bài học trước thì chúng ta đã làm bài nháp về tunneling liên quan tới cái manual gồm hai loại manual IPv6 tunnel và GIE IPv6 tunnel. Trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài nháp với lại cái kỹ thuật 6 to 4 tunnel ở trong cái gọi là cái dynamic ấy. Đó. Với phương pháp dynamic, cái kỹ thuật dynamic ấy, nói chung và kỹ thuật ở đây là kỹ thuật 6 to 4 tunnel nó riêng thì chúng ta không chỉ ra tunnel depth nhé. Với kỹ thuật manual, kỹ thuật GIE thì chúng ta chỉ ra là gì ạ? Tunnel suộc này, tunnel depth này và tunnel mode, tunnel suộc, tunnel depth các cái địa chỉ IPv4 đúng không ạ? Thì với kỹ thuật 6 to 4 tunnel này thì ta chỉ ra là gì ạ? Tunnel suộc và tunnel mode thôi. Ta không chỉ ra trực tiếp tunnel mode ở tunnel depth, không chỉ ra trực tiếp tunnel depth. Đó. Và cái điểm nữa là với cái kỹ thuật manual ấy, bao gồm có manual IPv6 tunnel và GIE IPv6 tunnel, cái địa chỉ IP của cái đường IPv6 của cái đường tunnel ấy, là cho ta gán đúng không ạ? Một cái địa chỉ IPv6 tùy ý. Thế còn với kỹ thuật 6 to 4 tunnel này thì nó phải tuân theo cái nguyên tắc với ấy, khi mà gán địa chỉ IPv6 cho tunnel ấy thì bắt đầu phải là gì ạ? 2002. Sau đó thì đến cái địa chỉ IPv4 được nhúng vào. Thực ra ấy là ta gì ạ? Ta convert từ IPv4 sang IPv6. Yeah, convert từ IPv4 sang IPv6. Đấy, là cái phần sau. Đấy, và thì đến cái phần đuôi đằng sau nữa. Đó. Để hiểu về cái convert từ IPv4 sang IPv6 á, thì chúng ta có thể chuyển đổi một cách thủ công hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái trang web, các cái phần mềm là hỗ trợ và chuyển đổi. Đó. Thì như chúng ta đã biết là gì ạ? Cái địa chỉ IPv4 ấy độ dài 32 bit chia thành 4 octet đúng không ạ? Đấy thì ta sẽ lấy mỗi octet đó chia cho 16 và ta ghi kết quả đạt được và cả số dư nữa. Giả sử ta có một cái địa chỉ IPv4 là 173.194.38.101 thì 173 chia cho 16 thì được 10, dư 13. Đó. 194 chia cho 16 thì được 12, dư 2. 38 chia cho 16 thì được 2, dư 6. 101 chia cho 16 thì được 6, dư 5. Đó. Thì ta sẽ chuyển đổi từ cái IPv4 này sang IPv6 thành là gì ạ? 10, 13, 12, 2. Thì ở đây ấy, thì chúng ta đã biết là gì ạ? Các cái số hệ 16, hệ hexa thì từ 10 cho đến 15 thì nó không để là số như vậy mà nó dùng các chữ cái thay thế đúng không ạ? Như A là 11, B 12, C 13, D 14, E D 13, C 12, E 14, F 15. Đấy, thì như vậy là gì ạ? 10 đây chính là A này, 13 đây là D này, 12 là C này. Đó. Thế như vậy đổi từ cái địa chỉ IPv4 173.194.38.101 sang IPv6 ta sẽ được là gì ạ?
ADC2 2.262665 đó, đấy ạ. À, đấy là một cái một vài nét cơ bản về cái kỹ thuật 6 tu 4 thân ở. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài nạp như sau. Ta có một cái hệ thống mạng như thế này. Router 1 kết nối router 2. Cái vùng mạng này nó có địa chỉ là gì ạ? 100.10.1.0. Đấy, chúng ta hình dung ở đây là gì ạ? Là cái vùng mạng hạ tầng IPv4 nó có thể là gì ạ? Không phải là cái hai router kết nối trực tiếp với nhau. Tuy nhiên để đơn giản là gì ạ? Chúng ta cho nó kết nối trực tiếp với nhau. Đấy. Bên này chạy IPv6 này. Bên này cũng IPv6 này, ở giữa là hạ tầng IPv4. Ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật là gì ạ? 6.2.4 tunnel. Thì ta cho phép thông mạng từ cái bên này sang bên này. Thì giả sử ta đứng ở router 1 này. Thì ta vào cái tunnel, giả sử như tunnel 20 này. Gắn IPv6 vị trí cho nó. Đấy. Với cái đường tunnel ấy, sử dụng kỹ thuật 6.2.4 này thì bắt buộc bắt đầu phải là gì ạ? 2002 rồi đến là gì ạ? Cái địa chỉ IPv4. Ở đây ta chọn là gì ạ? 1.1.1.1 cho đơn giản, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? 2.2.2.2. Thì 1 đấy. Thì này thì ta sẽ được là gì ạ? 1 chia 16 thì nó là được được 0 dư 1, đúng không ạ? Đó. 1 chia 16 là 0 dư 1 cho nên ta sẽ được là gì ạ? 0101 rồi đến là gì ạ? 0101. Đấy, chứ không đằng trước thì ta có thể bỏ đi và ta có thể ghi là chỉ cần ghi là gì ạ? 101. Đấy, 101. Đấy, 2.2.1 suộc 64. Đó. Tunnel suộc là nút bách 1. Đó. Còn tunnel 1 là gì ạ? IPv6 IP 624. Đó. Ở đây ta không chỉ ra gì ạ? Ta không chỉ ra tunnel death mà chỉ ra là gì ạ? Tunnel suộc và tunnel mode thôi. Muốn xác định được tunnel death này, chúng ta lại sử dụng cái này. Đó. Cô bình tĩnh này. IPv6 root muốn đến được cái mạng là gì ạ? 2022 bên này. Đó. Thì là gì ạ? Phải chuyển tiếp qua next hop là 2002 2002 2 chấm 0202 2.0202 2.2 chính là cái IPv6 của cái tunnel, giả sử cái tunnel 21 của bên router 2 này. Đó. Tuy nhiên là gì ạ? Cái anh 1 này này chẳng biết anh 2002 2.0202 2.0202 2.2 là anh nào. Cho nên là gì ạ? Chúng ta phải cấu hình tiếp câu lệnh nữa là gì ạ? Muốn đến được cái anh 0 2002 2.2 chấm suộc 16 tức là muốn đến được anh này này thì phải là gì ạ? Chuyển gói dữ liệu ra tăng là 20. Đó. Ta có thể thay cái chỗ này gì ạ? 2002 2.2 chấm suộc 16 bằng cái địa chỉ này. Đó. Tuy nhiên thì là gì ạ? Để tổng quát ta nên ta vẫn nên để là gì ạ? 2002 2.2 chấm suộc 16 rồi đến tăng là 20. Như vậy nó có tính tính tổng quát, đúng không ạ? Thay vì là gì ạ? Chỉ được dùng trong cái trường hợp này. Đó. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cấu hình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cấu hình cho hai cái nút bách 1 và 2 ping thông đến nhau. Cấu hình này chỉ IP ra cổng E0.1 IPv4 nhé. Chỉ cần vào cổng bật nó lên gắn IP này. Cái này có địa chỉ là 100.10.1.1. Đây là suộc 24 này, sau này mark sẽ là 255.255.0 này. Tiếp đến là cấu hình như cổng nút bách 1 này. Có địa chỉ 1.1.1. Đấy, sau này mark 255.255.255.255. Ta sử dụng cái default root. Để giúp cho hai nút bách nó ping thông đến nhau.
Và lấy khô là 100.10.1.2. Sang rotor 2 này. Cấu hình địa chỉ IP theo cổng E0 trên 1 IPv4 ạ. Cái này có địa chỉ là 100.10.1.2 xong đến mark 25.25.25.0. Cấu hình địa chỉ IP cho cổng loopback 2 có địa chỉ là 2.2.2 xong đến mark 25.255.25.25 4255. Cấu hình cái default root này. Lấy khớp là 100.10.1.1 ping này 1.1.1 suộc loopback 2 đây là ping thông đúng không ạ, ping 2.2.2.2 suộc loopback 1. Như vậy hai loopback 1 và 2 đã ping thông với nhau. Đấy, tiếp đến là ta cấu hình địa chỉ IPv6 cho cổng E0 trên 0 của router 1, E0 trên 2 của router 2. Sau đó là gì ạ? Ta cấu hình cái tunnel đúng không ạ? IPv6 unicast routing cho phép định tuyến IPv6 này. Cấu hình địa chỉ IPv6 cho cổng E0 trên 0, truy cập vào cổng, bật nó lên, gắn IP 2021.2.2.1/64. À, tiếp đến là cấu hình tunnel này, sẽ đây tunnel 20, tunnel suộc này, tunnel suộc loopback 1, tunnel mode này, tunnel mode IPv6 IP 624 đó. Cấu hình IPv6 này 20.2002 này 1.1.1.1 4.1 này chuyển sang IPv6 sẽ là 0.1.0.1 này 0.1.0.1 này 2.2.1 suộc 64 này. Ta cấu hình một cái hình tuyến tĩnh này IPv6 root muốn đến được cái mạng bên này 20.22 này 2.2.64 thì phải chuyển gọi tin đến hốp là 20.02.2.0202 0202 rồi là gì ạ 02002 2.2 cái này chuyển từ IPv4 sang. Tí nữa chúng ta sẽ cấu hình IPv6 cho cái tunnel, giả sử tunnel 21 trên router 2 sẽ có cái địa chỉ gì ạ? Chỉ IPv6 là 20.002 2.2.2002 2.0202 2.0202 2.2.2 đúng không ạ? Tuy nhiên nếu chỉ là như thế này ấy, thì anh router 1 chẳng biết anh này là anh nào cả. Đấy. Bây giờ ta dùng thêm công lệnh nữa để chỉ cho router biết là gì ạ? Anh này là muốn đến anh này thì phải chuyển tiếp qua tin đến đâu 2002 2.2.16 tunnel 20 đây IPv6 không phải IPv6 address mà IPv6 root đó. Ta xong bên router 1 này sang router 2 này. Cho phép định tuyến IPv6 này. Cấu hình địa chỉ IPv6 cho cổng E0 trên 2 này. Truy cập vào cổng này. Bật lên này. Gắn IPv6 2022 2.2.1 số 64. Tiếp đến là cấu hình cho cái tunnel, giả sử bên này là tunnel 21 đi. Mình được quay tunnel 21 này. Tunnel suộc này. Loopback 2 này.
tandem mode này, IPv6 IP 64 này, gán địa chỉ IPv6 cho cái tunnel này, nó là bắt đầu là 2002 này, đó, convert từ địa chỉ IPv4 2.2.2.2 đó, sang địa chỉ IPv6 ta sẽ được là gì ạ? 0202 2.0202 2.2 chấm. Giả sử tôi đặt nó là gì ạ? Là 2 đi. Đó, số số 4. Đó, tiếp đến là ta có hình đính tuyến tĩnh này, IPv6 root này, đến cái mạng bên này là 2021 này, 2.2 chấm suộc 64 này. Muốn đến cái mạng này thì phải chuyển tiếp với tin quan hệ hốp là 2002 này, 0101 này, 2.0101 này, 2.2.1 này, IPv6 root này, 2002 này. Muốn đến được cái anh này thì phải chuyển tiếp với tin qua tunnel 2021 là từ ping nhé, ping 2021 2.2.1 suộc E0/2 đó, có thể ping thành công này, đúng không ạ? Tương tự như vậy, đứng trên router 1 này, tập ping này. Ping đến anh 2022 bên này, 2.2.1 suộc E0/0 này. Đó, đây là ping thành công. À, như vậy thì chúng ta vừa cùng nhau thực hiện bài NAP mà IPv6 tunnel, ta sử dụng cái kỹ thuật gọi là gì ạ? 624 tunnel ạ. Thì chúng ta lưu ý là gì ạ? Là kỹ thuật 624 tunnel là một kỹ thuật là xếp vào loại dynamic. Tức là nó chỉ trong cái tunnel ấy thì ta chỉ ra là gì ạ? Tunnel suộc và tunnel mode thôi. Đó, chứ không có tunnel death. Muốn là gì ạ? Đảm bảo nó thông và xác định được anh death là anh đích ấy, đúng không ạ? Là anh nào thì chúng ta sử dụng cái định tuyến tĩnh nha, định tuyến tĩnh. Đấy, đến cái mạng đích này, với next hop là cái địa chỉ của cái anh ở bên này. Đó, ví dụ như đứng từ router 1 thì sẽ là gì ạ? Next hop sẽ là 2002 và địa chỉ IPv4 của loopback bên này sau khi đã được convert sang IPv6. Đó. Tuy nhiên cái next hop này ấy, thì anh một này anh không biết đây là anh nào và làm thế nào để đến được anh ta. Thì ta dùng thêm câu lệnh nữa là gì ạ? IPv6 IP root 2002 2.2 chấm số 16 tunnel. Tức là muốn đến được anh này thì phải chuyển gói dữ liệu qua là gì ạ? Tunnel 2020. Đấy, bài học của chúng ta về 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 624 tunnel xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo về ISA ISA PAP tunnel. Xin chào các bạn.